Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hương, tổ chức tiếp nhận 300 càng quả trứng gà của Cơ sở Trứng Hòa Phước Úc Ly hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19 với tổng trị giá là trên 600 triệu đồng. 300 càng quả trứng gà của Cơ sở Trứng Hòa Phước Úc Ly hỗ trợ được phân phối trực tiếp đến các xã phường quận huyện. Theo đó, bốn quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê tiếp nhận 50.000 quả, quận Hải Châu nhận 40.000 quả, quận Võ Hành Sơn và huyện Hòa Văn tiếp nhận 30.000. Đây là món quà của cơ sở trứng Hòa Phước Úc Ly tài trợ nhằm góp phần hỗ trợ cho người dân thành phố hút bổ sung dưỡng chất trong bữa ăn hàng ngày trong thời gian Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Được biết, cơ sở Úc Ly là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh về trứng gia cầm và được dịch trước đã ủng hộ cho Đà Nẵng hơn 500 triệu đồng.